Ok, hành trình hai bố con tiếp tục phượt nhá. Đi. Hả? Đi mua cái này đó, gọi là. Đấy. Nào, cô bảo mua yên là mua một tim chưa? Này, bắt đầu đoạn này mới hơi hơi đẹp một tí. Đấy, đây là không là cả cái lần rồi này. Đổi thông này, nguyên bản này. Đây, bắt đầu từ đây được được bê tông rồi. Hả? Hành trình à? Hành trình đi phượt đúng không? Đấy, có thời gian lên trên này mà đi hái sim là hơi bị nhiều sim ấy. Đắt léo chưa? Không khác gì lên Tây Bắc. Biết Tây Bắc là ở đâu không? Đấy, bọn mình vừa trèo của đồi thích thế kìa. Hả? Xà phết đấy. Nên đây mà đạp xe thì tha hồ. Hả? Tha hồ phi dốc á. Úi giời, phi dốc thì nguy hiểm, báo gì. Tha hồ nó thoáng đáng rồi, hiểu đường nó thoáng đáng. Ôi, trên kia có nhà sao kìa. Trong sâu sâu có nhà gì sao kìa. Phải nhà không? Này là con yêu quái ở đây. Con yêu quái ở đây không? Dưới này người ta gọi là khu Gia Bình ấy. Khu nhà chị Thúy ở ấy. Trong khu này ngay dưới đây nữa. Hả? Khu nhà chị Thúy ấy, chị Thúy ở đây ấy. Dưới này. Chưa? Ma thì ở đây nữa không? Đấy, bởi vì rẽ đường này lên là lên đỉnh đôi à. Đấy, dưới này là khu cái răm này, vườn vải này. Đấy, trên này có mấy cái nhà này. Nhà này mới từ bao giờ đây? Quá là hẻo lánh nhỉ. Nhà này mới từ bao giờ? Chắc là nhà bỏ hoang rồi. Đây đang xây dựng này. Đẹp đấy. Cái này ba tòa của lưu lai kìa. Có đi xuống đây không? Nhưng mà đi về đi. Đi về đi à, muộn à. Đây, ông khác đi khám phá tiếp nhá. Ông khác thì ông sẽ đi lên được rồi.